Tiếp tục cái series review những cái mẫu xe đạp điện cao cấp ở trên kênh YouTube của mình, thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái mẫu xe INGWI C20 Pro. Cái mẫu xe đạp điện này thì nó sẽ có một số những điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, đó là nó có cruise control. Các bạn nghe không nhầm đâu, có cruise control giữ ga tự động như là xe ô tô luôn. Tiếp tục nữa nào, các bạn có thể nhìn thấy là tay cầm này rất chắc chắn đúng không ạ? Người ta nói là đi xe đạp điện là sợ không an toàn đúng không? Thì đây, phanh đĩa cả trước lẫn phía sau. Và cái mẫu xe đạp điện này thì nó có thể gấp lại được nha các bạn nhé. Gấp lại được để ví dụ như chúng ta đi phượt các thứ, chúng ta có thể để vào trong cốp xe ô tô, hay là gấp lại được để chúng ta có thể để gọn vào bên trong thang máy chúng ta mang lên trên nhà. Rất là tiện dụng luôn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Thực sự là mình rất là thích những cái mẫu xe đạp điện nó như thế này. Đây, về kiểu dáng thì bạn thấy đấy, trông nó khá là hầm hố đúng không nào? Cái kiểu dáng này thì nó cũng không phải là giống như là những cái mẫu xe đạp điện bình thường mà chúng ta nhìn cái khung nó bé tí xong rồi các thứ đúng không ạ? Đây, khung rất là to. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên trong này nó chứa một quả pin. Đấy, và với cái quả pin này thì chúng ta có thể đi được quãng đường khoảng 100 km theo công bố của nhà sản xuất nha các bạn nhé. Và đấy là đi ở chế độ thuần điện. Còn nếu mà chúng ta đi ở chế độ trợ lực điện thì sẽ là 150 km. Tất nhiên công bố nhà sản xuất như vậy thôi, chứ còn nếu mà giả sử như bạn này là nặng khoảng 70 cân, bạn ngồi ở đây, thế xong đèo một cái bạn nữa tầm cũng phải mấy chục cân nữa ngồi phía sau này, và bạn lại còn bật đèn sáng liên tục lên nữa, thì chắc chắn quãng đường chúng ta đi được nó sẽ không được nhiều thôi. Nhưng mà đại loại đấy là quãng đường chúng ta đi được ở trong những điều kiện lý tưởng. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về cái phần đèn này. Thì đối với xe đạp điện ấy, thì nó sẽ chỉ có cái đèn chiếu sáng ở phía trước thôi, và khi mà chúng ta đi lại trên đường ấy, thì người khác có thể quan sát thấy chúng ta một cách dễ dàng. Đấy, tuy nhiên là đối với cả xe đạp điện thì nó sẽ không có đèn xi nhan đâu nhé các bạn nhé, không có đèn xi nhan. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái tấm phản quang này để ví dụ như khi chúng ta băng qua đường thì người khác còn có thể nhìn thấy chúng ta được. Đó, lốp thì là lốp có xăm nhé. Bộ chuyển động sẽ là Shimano 7 cấp. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái bộ chuyển động này khi mà chúng ta muốn thay đổi lực kéo, ví dụ như là chúng ta muốn leo dốc các thứ chẳng hạn. Hay là chúng ta đi ở những cái đoạn đường nó không được đẹp cho lắm. Khi chúng ta đi với vận tốc thấp thì chúng ta sẽ để số thấp thôi. Còn khi chúng ta đi ở đường bằng ấy, thì chúng ta sẽ để các cái cấp số nó cao hơn. Cái mẫu xe này nó sẽ có một cái chuông ở đây này. Các bạn nghe không ạ? Chuông cơ nhá. Đấy, tiếng này là tiếng rất là huyền thoại trên các mẫu xe đạp rồi. Và nó sẽ có một cái phím nữa là cái phím trợ lực khi chúng ta dắt xe. Đấy, chúng ta ấn được cái phím trừ giữ im ở đây là chúng ta dắt xe, là sẽ có một cái lực nó tác động vào để nó giúp chúng ta dắt xe một cách nhẹ nhàng hơn. Yên ở phía sau này thì mình đã độ thêm một cái yên mềm nữa để mình có thể ngồi phía sau. Đấy, tuy nhiên là mặc định là sẽ không có cái này đâu nhá, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên độ thêm. Một là độ thêm yên để chúng ta có thể chở trẻ nhỏ này hay chở bạn gái cái thứ này. Hai là chúng ta có thể độ thêm một cái cốp ở phía sau nữa, để chúng ta một cái giỏ ấy ở phía sau để chúng ta có thể đựng đồ. Vành thì là vành nan hoa rồi. Nói chung ấy là trải nghiệm cái mẫu xe này ở trên đường thì mình thấy là đi lại nó khá là nhẹ nhàng. Vận tốc tối đa sẽ là khoảng 38 km/h, và chúng ta có thể giới hạn được vận tốc giống như là xe ô tô luôn. Ví dụ như bạn muốn cho con đi nhưng mà bạn không muốn nó đi quá nhanh, chỉ muốn đi loanh quanh tầm 25-30 cây chẳng hạn, thì bạn có thể set giới hạn cái tốc độ tối đa đi được tầm đấy thôi. Đấy, để đi lại cho nó an toàn hơn. Và đối với xe đạp thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên tra dầu cái thứ thường xuyên vào xích. Đấy, vì xích ở đây là sẽ là xích lộ thiên rồi. Còn về thời gian sạc pin ý, thì mẫu xe này sẽ mất khoảng 8 cho đến 10 giờ để sạc pin. Tuy nhiên là mình không quá quan trọng cái điều này, bởi vì là cái việc sạc đối với bản thân mình cũng rất là tiện. Ở dưới chung cư của mình thì luôn luôn có cổng sạc điện, hay là mình có thể mang lên trên nhà cũng được. Và cắm sạc thì mình toàn cắm sạc qua đêm thôi, nên là cái điều đấy thì mình không quan trọng. Và cái mẫu xe này thì nó cũng đi được một quãng đường rất là xa. Ví dụ như từ nhà mình đến cơ quan chỉ tầm khoảng 5 cây thì cái huy là cả tuần mình cũng chả phải lo nghĩ đến chuyện sạc pin cái gì cả. Tổng kết lại thì đây là một cái mẫu xe mà mình đánh giá là có một cái thiết kế chất liệu cao cấp, mức độ an toàn là đủ tốt, có giới hạn và các một số cái công nghệ, rồi là phanh đĩa các thứ, và đặc biệt nữa là nó có thể gấp gọn lại để chúng ta có thể mang đi một cách rất là dễ dàng. Và với cái quãng đường đi nó xa như thế thì rõ ràng là đây cũng sẽ là một cái ưu điểm của mẫu xe này rồi. Và rất là cảm ơn hệ thống xe đạp điện trợ lực đã hỗ trợ cho mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin về giá bán, các cái khuyến mại đi kèm cũng như là các cái thông số khác của mẫu xe này mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.